Kính mời đại chúng niệm Phật cầu gia bì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Kính thưa đại chúng, hôm nay mời các vị lắng nghe một bài kinh tiếp theo ở trong phẩm Năm Vua thuộc kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển số 2. Chúng ta hãy đến với bài kinh số 2 qua lời trùng tuyên của tôn giả A Nan như sau. Thưa đại chúng, nội dung chúng ta học chính là chúng ta trùng tuyên giáo nghĩa của Đức Như Lai. Qua đó, chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm cho cá nhân của mình ở trong đời sống thực tại. Lúc bấy giờ, thưa quý vị, Đức Thế Tôn đang ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, ở trong thành Xá Vệ có một vị gia chủ tên là Nguyệt Quang, lắm của nhiều tiền, đầy đủ voi ngựa bảy báu, vàng bạc châu báu không thể cỡ xiết. Nhưng gia chủ không có con cái, nên bây giờ gia chủ đi cầu đảo trời thần, thỉnh cầu mặt trời, mặt trăng, thiên thần, địa thần, quỷ tử mẫu, tứ thiên vương, 28 đại thần quý vương, Thích Đề Hoằng Nhân và Phạm Thiên, thần núi, thần cây, thần ngũ đạo, cây cối, thảo dược, khắp cả mọi nơi, tất cả đều tham lễ, cầu mong ban cho một cậu con trai. Chúng ta hình dung câu chuyện này kể về một vị gia chủ, tên là Nguyệt Quang. Vị gia chủ này lắm tiền nhiều của, tài sản dư dật kho đụng tràn đầy, nhưng không có người con nối dõi tông đường. Thành ra gia chủ đã đi khắp đây đó để cầu đảo, cầu xin trời đất thần linh ban cho một người con. Và truyền thống mà cầu đảo này cũng đã xuất hiện từ thời của Phật tại thế và trước đó nữa, phải không thưa quý vị? Thành ra chúng ta thấy ở tại Việt Nam có những người không có con cái, không có người nối dõi tông đường, họ cũng thường làm những việc này, và những điều này đã ăn sâu ở trong tư tưởng của con người. Ngày xưa gia chủ Nguyệt Quang cũng như vậy. Và thưa quý vị, tâm nguyện của ông có sự linh hiển, thành ra vợ của ông chẳng bao lâu sau đó thì mang thai. Chúng ta để ý điều này, ông bà chúng ta có những cái cách suy nghĩ khác nhau. Đó là có khi ông bà chúng ta, đó là sau khi ông bà của chúng ta cứ lấy cái truyền thống người xưa truyền trao lại trở thành một kinh nghiệm ở trong ứng xử sinh hoạt. Và ông bà dạy là muốn có con nối dõi thì hãy tạo cái nhân nuôi con, chẳng hạn như là nhận con nuôi hay là nhận cái này cái kia. Nói chung vô hình đây chính là tinh thần gieo trồng thêm phước báo. Tại vì ở đời chúng ta thấy cái gì mong cầu mà không được toại ý thì cái đó nó khổ. Đơn giản là như vậy thôi. Cái gì mong cầu mà không được toại ý thì điều đó sẽ dẫn tới khổ đau. Ở trong chân lý giải thoát thì con cái chỉ là sự ràng buộc của ái dục. Nhưng mà ở trong chân lý của thế gian thì họ xem điều đó là rất quan trọng đối với họ. Cho nên vị gia chủ Nguyệt Quang này cũng thế. Ông ta mong có một đứa con nối dõi tông đường nhưng không được. Thành ra chẳng biết phải làm sao hơn. Ông chỉ suốt ngày đi cầu đảo từ trời đất. Ông cầu khắp mọi nơi.
Chẳng hạn như ngay cả thiên thần địa thần quý tứ mẫu tứ thiên vương 28 vị đại thần quý vương thích đều hoàng nhân và phạm thiên thần núi thần cây thần ngũ đạo cây cối thảo dược à, hỡi có cái gì nơi nào được gọi là linh hiến thì ông đều thành tâm mà khẩn cầu tham lễ à, trời đất không phụ người có lòng. Thành ra quả thật ở trong cái ý chí mãnh liệt này cũng đã thay đổi nghiệp lực và vợ ông mang thai. Vợ ông á mới nói như thế này thưa gia chủ tôi đã tự biết mình có mang. Gia chủ mừng quá cho nên ông sắm sửa cho phu nhân đủ thứ là giường ghế tốt đẹp ăn uống ngon ngọt mặc quần mặc áo. Những chi tiết này chúng ta thấy đây là một loại tâm lý bình thường, nhưng chúng ta hãy liên tưởng tới rộng ra trong cuộc sống. Chúng ta thấy có những đứa trẻ khi mang thai vào ở trong bụng mẹ làm cho mẹ khổ đau, thậm chí đứa trẻ đó xuất hiện trong bụng mẹ thì cái cuộc hôn nhân nó tan vỡ, hoặc là có khi là bị cảnh là phá nữa, phá bỏ nữa. Và hôm nay thưa quý vị, nó còn thêm một cái chuyện nữa là gần đây thầy có nghe ở Việt Nam có một cái hội gì á, làng làng ta làng mi gì đó không biết, thầy không rành ở trên mạng internet, nhưng mà nghe đâu á là cái hội đó người ta sinh hoạt cũng cả hàng mấy trăm ngàn người qua chương trình sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh ở trên internet, và người ta khởi xướng lên một cái tinh thần là người ta nói rằng là khi có thai ngoài ý muốn thì không cần phải phá thai mà hãy làm cái phép trục thai. Ha, dùng chữ là trục thai là sao? Tức là dùng cái thuật tâm linh mà xua đuổi cái tâm thức ở trong thai đó ra khỏi bụng mẹ. Thì không biết rằng cái ác niệm này sinh ra từ đâu, nhưng mà người ta nói rằng ở trong Phật giáo có phép đó. Thì có người hỏi thầy, thưa thầy trong Phật giáo này có phép đó hay không, thì thầy nói thầy chưa từng nghe, nhưng mà thầy cũng không có tin điều đó có thể thực hiện được, tại vì chẳng hạn như là cho rằng tâm thức nương gá vào ở trong một hình hài mà có thể dùng cái gì đó để trục ra được, thì thầy có thể nói cái người đó là trục giùm cái hồn thầy ra khỏi xác thầy một chút cho nó khỏe cho nên không thể nào thực hiện được điều đó, phải không? Không thể nào thực hiện được. Nhưng mà tại sao người ta khởi lên như vậy? Và chúng ta thấy khi một cái nhu cầu tâm linh mà không có được dẫn dắt trong chính ở trong chánh pháp thì nó sẽ dẫn tới bao nhiêu thứ hệ lụy như vậy, và người ta sẽ mất tiền của tài sản thời gian ở trong những cái việc tà kiến đó chỉ chuốc lấy ác nghiệp mà thôi. Thì thưa quý vị, ở đây cũng vậy, chúng ta thấy rằng là đứa trẻ này hắn là một đứa trẻ có phước, thành ra mới có đầu thai ở trong bụng mẹ mà đã khiến cho người cha mừng rỡ vô cùng, cho nên sắm sửa giường ghế ăn uống ngon ngọt bao nhiêu thứ cho người vợ rồi, cho mẹ rồi. Và trải qua 8-9 tháng thì phu nhân sinh ra một đứa trẻ tướng mạo xinh đẹp hiếm có ở trên đời. Mặt đẹp như là hoa anh đào, ở trong kinh mô tả như vậy, gọi là mặt đẹp như hoa anh đào. Và bây giờ đứa trẻ ở trong tay cầm gọi là hai tay cầm hạt châu vô giá ngay đó, và đứa trẻ mở miệng ra nói một bài kệ, tức là mở cái đĩa ra ở trong tay cầm hai hạt châu rồi hả, và nói bài kệ rằng là gì, là nhà này lắm tài sản báu vật cùng thức ăn, nay tôi muốn bố thí để người nghèo không thiếu, nếu ở đây không vật của báu và thức ăn, nay có ngọc vô giá thường dùng bố thí người. Một đứa trẻ mới ra đời đã mở miệng nói một bài kệ như vậy, chúng ta thấy thật khủng khiếp phải không? Và chuyện gì xảy ra thưa quý vị, lúc đó những người xung quanh đó họ bỏ chạy sạch trơn hết, tại vì người này chỉ có yêu quái mới sinh ra đời á là mở miệng nói bài kệ liền lập tức, chứ còn người thường thì làm sao có chuyện này. Nhưng mà thưa quý vị, người mẹ thương xót quá, con của mình rứt ruột để ra làm sao bỏ chạy được, cho nên người mẹ cũng dùng một thi kệ hối lại như sau, là trời càng thắt bà mỹ quỷ quý mị hay la sát là ai,
tên họ gì? Nay ta muốn được biết. Đây là tinh thần vững chãi của người mẹ muốn hỏi xem nguyên nhân. Thì lúc ấy một đứa trẻ, cậu bé mới đáp rằng là chánh trời chánh càng thác bà, chánh quỷ mị la sát, nay con cha mẹ sanh là người không nên nghi. À, có những điều nó vui lắm, có những điều vui. Chúng ta có thể không tin cái điều rằng một đứa trẻ sinh ra ở trên tay ném hạt châu. Mà có một chuyện có thật xảy ra ở Việt Nam, thầy xác chứng được cái câu chuyện đó, nhưng chẳng đáng tiếc thầy không có thấy, không có sinh ra ở trong nhà phụ sản thầy mới thấy được. Nhưng mà người này là đứa trẻ sinh ra là có cái chiếc nhẫn trên tay, à, và không có có chuyện buông tay cứ ném chặt như vậy đó. Ném tới mấy tháng không biết chuyện gì. Thì lúc bây giờ là mới gặp một cái vị thầy bạn quen của thầy. Cái vị thầy này đến nói đến cô ấy, thì vị thầy nói là mới tới ra. Thì tự nhiên đứa trẻ này nó bất thần sao có nó mới ra. Thì thấy trong tay nó có cái chiếc nhẫn. Thì vị thầy này nói chắc có lẽ rằng là tụi bay hai đứa đều mang cái nghiệp ăn trộm của người ta. Đứa trẻ này mới sinh ra nó đã giật của người khác rồi, biết nó có giật của cô mụ hay không. Thì thưa vị, đứa trẻ này không phải là đứa trẻ phước, mà nó vớ làm sao không biết là của cô đỡ đó, mà nó vớ trúng cái chiếc nhẫn cô đỡ nó ném luôn rồi. Thế là đứa trẻ này không phải là phước, mà đứa trẻ này ăn trộm, muốn để ra nó ăn trộm rồi. Sau hối lại là cái cô mụ hết, cái cô đỡ đó nó mất chiếc nhẫn. Thế ra là nó mất ra đời là nó đã ăn trộm. Khủng khiếp thiệt. Nó chưa làm sao biết mà đâu ấy, mà chừng sau hối lại là biết là chiếc nhẫn của cô đỡ, chứ không phải là nó mang từ kiếp trước sang vậy. Cái chuyện này nó buồn cười thật. Cho nên chuyện đây thì tôi nghĩ rằng đây là cái chiêu cảm của phước báo, chứ không phải là đang trộm của ai, phải không? Thì lúc bây giờ thưa quý vị, lúc bây giờ vị phu nhân này nghe xong mừng quá, hớn hở không tự chế, cho nên bà mới đem cái nhân duyên này thuật lại cho gia chủ Quan Nguyệt, xin lỗi Nguyệt Quan. Và khi nghe rồi thì vị gia chủ này mới đem cái câu chuyện này bằng đứa trẻ đến chỗ của Ni Kiền Tứ. Chúng ta biết rằng trong kinh thường nhắc tới vị Ni Kiền Tứ này là một vị có ảnh hưởng lớn ở trong sinh hoạt tôn giáo đương thời Phật còn tại thế. Sau này chúng ta nhớ sau này vị Ni Kiền Tứ này qua đời, thì lúc đó chúng đệ tử của ngài ly tán rất nhiều. Có những điều tôn giả Mục Kiền Liên cứ nói thật là ta lên ở trên trời, ta thấy những ai theo Phật thì đa phần là lên trời cũng không trở lại làm người, còn đời theo Ni Kiền Tứ thì thường xuống địa ngục hết trơn rồi. Thành ra là các đệ tử lớn của Ni Kiền Tứ rất là ghét tôn giả Mục Kiền Liên. Thành họ mướn thích khách ấy, là những cái vị lãnh đạo kế thừa của vị Ni Kiền Tứ này. Ông cũng có một số cái sai lầm của ông trong cái vấn đề giải thoát, nhưng mà ở trong đời sống của ông có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội đương thời. Thành ra có chuyện gì đó là người ta thường tìm tới ông. Và vị Ni Kiền Tứ này mới phán một câu rằng là cậu bé này là người bạc phước, đối với thân không có ích, hãy giết đi. Nếu không giết thì nhà cửa tiêu hao suy sụp, thấy đều chết hết. Những chuyện này thời của Phật cũng có, mà sau này cũng có chứ không phải không có đâu. Có nhiều đứa trẻ sinh ra đời là coi ngày coi giờ sao đó không biết, là nói rằng là phải thế này phải thế nọ, phải đu diện hết. Hay là nó đeo bệnh chút sợ quá đem bán lên chùa, rồi hạ đem quy y Phật, nó biết ở đâu quy y. Thực ra đó là cách mà nương tựa phước báo của Phật, nhưng nghĩa quy y thì không thể có được, bởi vì nó không có ý nghĩa gì trong cái chuyện nương tựa Phật hết. Thành ra đây chúng ta thấy khi gần thầy tà bạn ác nguy hiểm như vậy, ít nhất là họ gieo cho chúng ta một cái suy nghĩ đau khổ. Con của mình không biết chuyện gì xảy ra, hiện tượng bất thường,
vậy mà bảo đem đem giết đi. Nhưng gia chủ Quan Nguyệt thì lúc đó may thấy ông cũng có những cái suy nghĩ riêng của mình. Ông nghĩ rằng trước đây ta không có con cái, ta không có người nối dõi, chính ta là người đi cầu đảo trời đất thiên thần, cầu đủ mọi cách để có con mình ra đời, thì không thể nào mà nghe một câu khuyên bảo như vậy mà làm theo được. Cho nên ông không có chấp nhận cái suy nghĩ này. Trong sự đắn đo dằn vặt đó, thì lúc bây giờ ông muốn tìm kiếm hoặc là Sa Môn hoặc là Bà La Môn. Thì chúng ta hình dung Đức Thế Tôn mới thành đạo chưa được bao lâu, người đời cũng chưa biết nhiều về Ngài. Họ chỉ nói rằng Thế Tôn chính là một vị đại Sa Môn. Thành ra họ mới nghĩ như vậy thôi. Và ông gia chủ này á muốn đi tìm kiếm tới chỗ của Đức Phật. Thành ra ông đi. Nhưng mà khi ông đi trên đường á thì ông suy nghĩ á, là Ni Kiền Tứ là một vị Bà La Môn, tuổi đã già, quá nhiều thứ thông thái, vậy mà bây giờ không biết đứa trẻ này nguyên nhân từ sao mà nói như vậy. Còn vị Đại Sa Môn người đời tôn xưng kia tuổi còn quá trẻ, liệu mình có tin được hay không? Đó cũng là một loại tà kiến của chúng ta. Hồi nhỏ thầy nhớ ngồi giảng kinh có mấy ông đứng nói mẹ cũng non chẹt mà đặt giảng kinh, đứng ngoài nói vậy đó, rồi nhìn mẹ ông thầy này nhỏ nhỏ biết tù ổn học nghỉ quá. Nhiều thứ như vậy đó, Phật tử chúng ta cũng vậy chứ không phải không có tu, mà ông thầy nào thì thực tế là già 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 khổng cứu đứa chuẩn bị chết đó, thì ông đã tu bữa chắc ăn. Còn thấy ông thầy còn trẻ trẻ này nghỉ quá nghỉ quá, cho nên là cúng đồng cũng nghi nghi, không biết là ông này ở tu thiệt hay không, hay cúng bậy cúng ổng, không đi cứu vợ mất à. Có những cái chuyện là chúng ta bị tà kiến, bị tà kiến không có đủ sức phân biệt con người nào như thế nào. Cái sự trưởng thành đâu phải là tuổi hay là hay là cái gì, cái chuyện già thì thiệt ra nó không khó gì cả, phải không quý vị? Già cứ sống hoài từ những già thôi, có ở đâu đúng không? Không có làm hết, cõi cứ ngồi im mà ăn sáng tới chiều, giữa sáng tới dậy, ngày qua tháng lại tự nhiên già thôi. Thành ra là chúng ta không thể nào dựa trên cái pháp già, mà chúng ta thẩm định được người đó là cái người có chánh kiến, hay là người có tư cách. Chúng ta không nên tà kiến như 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 ngoại đạo. Ngày xưa có chuyện này, hôm nay chúng ta học ở trong kinh này, trước là trùng duyên nhưng sau cũng để soi sáng lòng của mình. Nếu như mình thấy mình có cái điểm này ở trong tâm thì phải lập tức loại bỏ nó ra. Đây là cái giá trị trong học kinh. Còn nếu như chúng ta thưởng thức một câu chuyện kể thì các vị lấy tăng nhất A Hàm và đọc cũng tự biết, không cần đến lớp chi cho mệt, phải không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta đừng có mắc cái cách, mắc phải cái cách giống y như là trưởng giả nghiệp quan như vậy. Đừng có bị ảnh hưởng bởi cái tuổi tác. Miễn làm sao chúng ta thấy sự thành tựu chân lý nhân cách càng ngày càng hoàn hảo, và chúng ta học được cái gì ở trong tuệ giác đó là điều quan trọng. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ cái vị gia chủ này á đang đi, ông ta nghi ngờ, thành ra ông ta có ý muốn thối lui, thôi thì mình đi về cho rồi, chứ đi không khéo mất công cái ông già kia mà nói chưa nên, ông sa môn trẻ này á thì làm sao có đủ kinh nghiệm. Thành ra là ông thối lui. Nhưng thưa quý vị, lúc đó có một vị thiên thần. Trong kinh nói rằng có một vị thiên thần xưa là bạn quen biết cũ của gia chủ. Chúng ta thấy tất cả những người có phước báo và làm việc phước báo thường có những thiên thần theo gia hộ. Những cái vị bạn mà sống trong thiện trong phước, họ chết rồi cũng sinh thiên. Họ cũng thường là dùng trí tuệ thần lực của họ để giúp cho những người còn sống của chúng ta. Thời của Phật rất là thích thú điều này. Giữa con người với chư thiên rất gần gũi với nhau, bởi vì phước con người với chư thiên không cách nhau bao nhiêu, chỉ có một bước là có thể sinh thiên rồi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy tâm tư chúng ta ô trược quá, con người ô trược quá, thành ra bây giờ con người mà cũng muốn lánh xa con người, đừng nói chi là thiên thần. Đây là những điều mà chúng ta thấy đáng chua xót ở trong cái đời sống hiện tại. Thì thưa quý vị, vị gia chủ mặc dù muốn thối lui nhưng mà được thiên thần nhắc nhở rằng gia chủ nên biết hãy tiến về trước một tí,
ắt sẽ được lợi lớn, được quả báo lớn, cũng sẽ đến chỗ cam lồ bất tử. Như Lai ra đời rất là khó gặp, Như Lai mưa cam lồ xuống thật lâu mới có. Thường thường chư thiên thông tin của họ nhiều hơn. Và thưa quý vị nhé, chúng ta nghe có một vị thiên thần giúp đỡ của mình, và chư thiên thì nói bao giờ cũng đúng, phải không thế vậy? Đúng không? Nói tầm bậy, giải cũng già. Thành nói sai giải cũng già. Chư thiên họ cũng phàm nhân, họ chưa thanh tịnh, chưa vô dục là họ cũng nói sai chứ. Thành nói vậy cái giải liền. chúng ta hiểu là, chúng ta nhớ cái câu chuyện của cuốn trong kinh, là hôm đó tự nhiên cái ông chư thiên này ông trở chứng. Ông hiện thân là ông nói với bà vợ vợ của ông ngài ngài Tôn, bà Tôn Đà Lợi á, của ông ngài 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 Nang Đà. Tự nhiên chư thiên này nói: này Tôn Đà Lợi, Nang Đà sắp hoàn tục rồi, cho nên bà hãy nên tắm gội sạch sẽ, hương hoa trang điểm để chuẩn bị là vui hướng ái dục với Nang Đà. Nang Đà rất là nhớ ngươi, chuẩn bị đi vào. Thế là bà Tôn Đà Lợi mừng quá, thế là bà cũng trang điểm rồi hương hoa xinh đẹp và ngồi trên cái lầu thật là lộng lẫy mà chờ. Thì lúc giờ mọi người mới nói, thì bà mới nói rằng là Tôn Đà Lợi, Nang Đà đã hoàn tục, không muốn tu nữa, sắp vừa hoàn tục sống với ta, cho nên ta đang chờ Tôn Nang Đà. Thì lúc đó là dân chúng họ đồn ra đồn tới nhà vua. Nhà vua mới buồn quá, tại sao cái hạnh xuất gia thanh tịnh như thế, rất là tuyệt vời như thế, mà tại sao một vị trưởng giả hàng ngày ta cung kính, bây giờ lại tự nhiên hoàn tục đi. Cho nên lúc đó nhà vua mới đến hỏi. Thì lúc bây giờ ngài Nang Đà mới nói rằng, sau khi mà củi nó đã cháy hết cuộn tro có thể cháy lại được nữa hay không, thành cây được nữa hay không. Thì nhà vua nói không thể được. Thì ngài Nang Đà mới nói: ta cũng như vậy, một vị A La Hán không bao giờ sinh khởi lại ở trong cánh dục được nữa, chuyện đó không bao giờ có xảy ra. Thì lúc nhà vua mừng quá, thì mới điều tra lại, thế ra là ông chư thiên không nói, ông chư thiên nhiều chuyện, thấy chưa? Cho nên là nghe các chư thiên cũng nhiều chuyện, chứ đừng nói rằng chư thiên lúc nào cũng đúng nghe. Cho nên chúng ta ở đời cũng vậy, con người á, đừng nói rằng họ giàu sang phú quý, họ xinh đẹp mà họ không nói dối, họ không nói sai. Cho nên lúc nào mình nghe vô tai, mình cũng phải cân nhắc là cái lời nói đó là gì, chân nghĩa của nó là gì, mình phải thẩm định rõ ràng bằng tự giác, chứ không thể nói rằng cân đo ở trên địa vị của họ, sự thành công của họ, hoặc là xuất thân của họ, mà mình cho rằng lời của họ là chân lý, là sai đó. Thành ra nó như thầy mới nói phải không, phải liền á. Do sợ không nói sai như sự phải, lúc nào mình phải tính giác chứ làm sao mà nói ra cái sự phải liền. Nên một vị thiên thần này á, bắt đầu mới gia hộ và nói nhắc cho gia chủ. Thì cái ông này là ông thiện thật sự. Và lúc bây giờ vị thiên thần này còn nói rằng là: này gia chủ, có bốn sự nhỏ không thể xem thường, và chúng ta hãy suy xét đó là gì. Là quốc vương tuy nhỏ không thể xem thường, mà chúng ta hiểu là một thái tử đó, đúng nghĩa là một thái tử còn nhỏ không thể xem thường, đốm lửa nhỏ cũng không thể xem thường, rồng tuy nhỏ nhưng cũng không thể xem thường, người học đạo nhỏ cũng không thể xem thường. Và ông ta nói một bài kệ như sau: quốc vương tuy còn nhỏ, sát hại do pháp này. Ông làm vua thì ông có thể nắm cái quyền sanh sát trong tay, đốm lửa tuy chưa bừng sẽ đốt cỏ cây núi. Hôm nay ở vai dọn nhà ông sầm hết bỏ chạy. Cái đốm lửa nhỏ mà coi thường nó lan cháy ra thì không có ai mà có thể cản nó nổi. Rồi rồng thần hiện tuy nhỏ là mưa khi đến thời. Chuyện ông rồng ở mưa là có phải rằng là ông muốn mưa hay không? Hả? Có phải không? Làm sao? Giờ tại sao mưa? Rồng không phải là muốn mưa là mưa, nhưng mà có thể nói rằng pháp nhĩ như thị. Chẳng hạn như là
Ở trên đầu của các vị có mái tóc đem một cái hoa hồng cài lên thì nó đẹp không? À, đem hoa hoa lý cài lên à, anh đới anh thương đẹp không? À, cài lên cái hoa sen một cục không đẹp không? Tại sao nó không đẹp? Không lý giải được, cái đó là những pháp nhẫn như thị thôi. Giờ thầy Huyền Châu lấy hoa hồng cài lên đầu cho nó lý giải tại sao nó cái đầu có tóc cài lại không đẹp. Nó là gì? Nó là pháp nhẫn như thị. Cái đó là không thể giải thích được. Thành ra ở trong cái thế giới vũ trụ này á, loài rồng khi gặp cái duyên như vậy là cái tâm của ông như vậy, nó làm cho mưa. Rồi ở giữa núi Tu Di mà Phật còn nói có một cái vị thần. Cái vị thần đây là Đông Thắng Trần Thần Châu, Tây Ngư Hối Châu, Bắc Cư Lô Châu và Nam Thiền Bộ Châu. Đỉnh núi là Đao Lợi, và chúng ta vẽ như cái hình chóp vậy đó. Ở giữa cái vùng hư không mà ở giữa núi Tu Di này nè, có một cái vị thiện thần. Vị thiện thần này có thể chi phối cả một tỷ thái dương hệ đó. Và nếu như làm cái phép mà cầu đảo bảo an, mong cho mưa xuống, thì cái vị này sẽ theo cái tâm nguyện của chúng sinh mà ông đáp ứng. Còn rồng không đáp ứng được nha. Rồng là ông mưa theo quán tính, ông không phải là mưa được, nhưng mà cái nghiệp của ông như vậy nó tạo ra mưa vậy thôi. À, thì đây là cái điểm mà được gọi là pháp nhĩ nhân thị, chứ không thể giải thích được cái cách nào khác. Ông nói này, ông rồng muốn mưa là ông mưa, ông khá như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là người học đạo tuy nhỏ độ người vô số lượng. Ở đây là đến thời đến lúc và bất luận là già trẻ lớn bé, hễ người học đạo, người thành tựu đạo thì tuổi còn nhỏ mặc kệ, nhưng mà nếu như duyên lớn, sự thành tựu lớn của nội tâm thì ông có thể độ được là vô số lượng, như Thái tử Tất Đạt Đà khi thành Phật lúc 30 mấy tuổi, mặc dầu là một sa môn còn nhỏ tuổi nhưng mà đã độ chúng sanh vô số rồi. Thành ra không thể căn cứ trên tuổi tác được. Đây là bốn điều đáng sợ mà chúng ta thường nghe quý thầy nhắc tới nhắc lui. Thành ra là chúng ta học đạo cũng phải cẩn thận điều này. Có những vị mặc dù họ trẻ tuổi nhưng nếu như có cơ duyên, có sự đào tạo tốt thì họ có thể giác ngộ được. Đức Phật có nói là ở trong cái dòng bậc lưu mà chúng sinh rất là khó giác ngộ, nhưng mà ở trong giáo pháp của ta chỉ cần nghe pháp, chỉ cần dừng lại một chút nghe pháp thì cũng có thể giúp cho họ giác ngộ. Đây là điều kỳ diệu ở trong giáo pháp của Phật. Và thưa quý vị, lúc bây giờ gia chủ Nguyệt Quang tâm ý khai mở vui mừng, cho nên ông đánh lễ Thế Tôn sát đất và ông nói rằng ông bạch lên cái nhân duyên đầy đủ. Và bây giờ Đức Thế Tôn mới nói cậu bé này là có phước rất lớn, cậu bé này nếu lớn lên cậu ta sẽ dẫn 500 đồ chúng đến chỗ của ta xuất gia học đạo đắc A La Hán, ở trong hàng thanh văn của ta là người có phước đức lớn nhất, không ai có thể sánh kịp. À, đây là lời thọ ký của Phật. Và lúc đó gia chủ nghe mừng quá, hớn hở, cho nên ông nói đúng như lời Thế Tôn dạy, chẳng phải như là ni kiền tử. ông nói nghe rất cười, tại vì mừng quá mà, nói đúng bụng mà, thành ra là mừng quá. Nhưng mà ông nghe vẫn có cái tội giác, có lý trí, chứ không phải là cái niềm tin mù quáng đâu. Và lúc đó ông mới nói rằng là cúi xin Thế Tôn hãy thương đứa trẻ này mà cùng chúng tăng nhận lời thọ thỉnh. Đây là một loại tâm lý mà cha mẹ muốn hồi hướng công đức cho con của mình. Thành ra con của mình nó còn nhỏ vậy mà đã thỉnh Phật và tăng để cúng dường hồi hướng công đức. Ở trong tinh thần này chúng ta đưa vào kinh Địa Tạng thì y chang, đúng không? Y chang tinh thần này. Ở trong kinh Địa Tạng có dạy là người mẹ sinh con rồi như thế nào nên hành trì kinh Địa Tạng, nên làm những cái phép tạo phước trai tên cúng dường.
Nếu như chúng ta học điều này, chúng ta liên tưởng tới một chút xíu về kinh Địa Tạng như vậy, thì chúng ta mới thấy kinh Địa Tạng quá thật là tư tưởng Phật dạy, chứ chẳng phải là một bộ kinh phát triển tại Trung Hoa. Hiểu không này? Ngôn ngữ và hình thức biên tập nó có khác, cho nó phù hợp với quốc độ của người Trung Hoa. Nhưng mà tư tưởng là tư tưởng của Phật mà. Tư tưởng của Phật thì sao gọi là không phải của Phật? Cho nên ở đây chúng ta học, chúng ta khai thông được nhiều thứ, đã thông được nhiều thứ trong tư tưởng của mình. Đã. Rồi Thế Tôn lúc bây giờ im lặng. Và sau khi Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, thì ông trở về, ông tự thân của mình bày ra bao nhiêu thứ đồ ăn thức uống ngon ngọt trái tọa cụ rất tốt. Rồi sáng sớm đến thỉnh Phật, ông nói rằng đã đến thời cuối sinh Thế Tôn quang lâm. Và thưa quý vị, lúc bây giờ Đức Thế Tôn dẫn các vị tỳ kheo đi vào thành Xá Vệ, đến chỗ của nhà gia chủ ngồi xuống. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, thì gia chủ bèn dọn thức ăn, tự tay sang sớt, hoan hỷ không loạn. Cái chữ là tự tay sang sớt, hoan hỷ không loạn là cả một cái lòng chí thành, chí kính, cẩn thận từng việc một. Cho nên không có hấp tấp, không có loạn tâm, mà quên trước quên sau. Và thấy đã ăn xong rồi, thì gia chủ bèn dọn dẹp bình bát, dùng nước rửa. Rồi ông dọn một chỗ ngồi nhỏ, ngồi ở trước mặt Đức Phật, và ông muốn nghe pháp vi diệu mà Phật thuyết. Thì thưa quý vị, lúc đó gia chủ thấy gia chủ như vậy, thì thấy Đức Phật đã hứa khả rồi, thì gia chủ mới bạch như thế này: bạch Đức Thế Tôn, nay con xin đem tất cả nhà cửa, sản nghiệp, ruộng vườn cho đứa trẻ này, cuối xin Thế Tôn hãy đặt tên cho. Đây là điểm thứ hai. Điểm thứ hai, chúng ta thấy một đứa trẻ sinh ra đời ở trên tay đã nắm hạt châu. Thứ hai là nó mới có ra đời còn rất nhỏ chưa biết gì mà đã sở hữu được tài sản lớn lao ở trước đại chúng. Người xưa người ta không cần giấy tờ gì nhiều đâu, lời nói của họ là như đinh đóng cột. Còn bây giờ mình đóng được nhổ ra có gì đâu, thì con người mình bây giờ hay nuốt lời. Người xưa thì không có, họ nói một lời là chết một lời, và họ nói như vậy tức là nói như vậy, họ không thay đổi nữa. Thì cái đó là điểm thứ nhất này. Điểm thứ hai nữa là gì, là ở trong câu này chúng ta hiểu là cái phép mà đặt tên thính Phật, đặt tên đây cũng là một trong những hình thức của pháp danh, một trong những hình thức của pháp danh đó. Tại vì cái tên mà cho Phật đặt á, đặt đó là cái kỷ niệm, là một cái điểm nào đó mà chúng ta thấy nó hình thành truyền thống sau này. Hồi giờ thầy chỗ đặt trên chắc cũng mấy chục đứa trẻ rồi, mà mệt nhất á là cứ nói rằng thưa thầy, nhờ phước của thầy con cho con đặt tên giùm con của con. Thì cũng có lần như thế này, có một đứa trẻ nó lười ăn, nó đẹp nhất ốm nhất, mà cha mẹ khổ não bởi vì cái bữa ăn của nó. Thì lúc đó thầy thấy cái đĩa thịt nó ăn trên bàn ấy, nó không chịu ăn. Cái thầy mới cầm cái đĩa thịt này lên, đọc mấy câu chú và báo rằng đem gì cho nó ăn đi, là từ đây sau nó ăn hoài thôi. Thì quả nhiên là nó gì ạ, là nó ăn nửa đĩa thịt. Từ đây sau nó ăn rất là dễ dàng và nó lớn lên. Và thế là mọi người nói rằng thầy mầu nhiệm mà tín theo. Nhưng mà không hiểu rằng ở trong đó là gì, là một sự cầu nguyện thôi. Đơn giản chỉ là sự cầu nguyện. Và nếu chúng ta có thể dùng được thì chúng ta dùng cái câu chú biến thực biến thủy để gia trì thêm cái phước báo và tiêu đi những cái nghiệp lực của nó. Câu chú biến thực biến thủy này chúng ta có thể sử dụng cho, nếu như cúng cho hương linh thì chỉ còn 7 lần là đủ, cúng Phật thì 21 lần. Hoặc là muốn trừ những cái độc dược ở trong nước thì cũng được, hoặc là muốn sái tịnh nhà cửa thì cũng được. Câu chú này nó có nhiều chức năng đa dạng, tùy theo tâm nguyện của chúng ta mà nó phát huy tác dụng. Thành ra ở đây chúng ta thấy truyền thống bắt đầu hình thành sau này rất nhiều về cái cách mà giao tài sản lại cho con khi mới ra đời, cũng như là gì, cũng như là mời Phật thính, Phật đặt tên cho đứa trẻ pháp danh. Và lúc đó Đức Phật mới nói thế này: lúc này đứa trẻ mới sinh ra, mọi người đều bỏ chạy tán loạn.
Cho nên hãy gọi đứa trẻ, gọi là gì, là Quý Thi Bà La. Thì hãy nên đặt đứa trẻ này tên là Thi Bà La. À, và chúng ta hôm nay cũng không có biết là Thi Bà La là gì, là con quý gì. Nhưng chỉ nghe như vậy, kinh như vậy thì mình cũng dùng như vậy. Và ở đây chúng ta thấy một điều rất tuyệt vời. Người Ấn Độ hình như họ cũng giải thoát hơn mình á. Tức là họ tìm cái đứa con, tên của người đứa con á, là nó thật là xinh đẹp, thật là hạnh phúc. Mà người Việt Nam thì hãy đặt con theo cái cây, cái bông, cái hoa, hoặc là cái hiếu thuận ở trong gia đình. Thường họ đặt như vậy. Còn đối với Phật thì đặt cái tên gì cho nó tu hành một chút xíu trong Phật Pháp. Nhưng mà người Ấn Độ thì người ta đặt tên khác. Người ta không bận tâm cái điều gì. Chẳng hạn như là Mục Kiền Liên, Thái Thúc Thị chẳng hạn gì đó. Là cậu thằng cây, mẹ cầu thằng cây thì đặt tên, đặt tên như vậy thôi, chứ không bận tâm là ý nghĩa là gì. Rồi người dân tộc thiểu số ở Việt Nam á, thì họ tối kỵ là đặt tên của người đã chết. Chẳng hạn như trong gia đình mà có một người chết và những người con sau này là tuyệt đối phải tránh cái tên của người chết, tại vì họ nghĩ rằng đặt tên chung với người chết. Khi mình gọi cái đứa trẻ còn sống thì cái linh hồn của người chết kia họ sẽ hiện thân về và họ làm hại cho người sống. Họ sợ như vậy đó, cho nên không dám đặt tên trùng. Còn người Việt của chúng ta thì đặt tên trùng người lớn hơn người đã chết thì đó là bất kính. Bất kính, thậm chí người ta thể hiện văn hóa kính trọng không dám gọi trực tiếp tên của người mình tôn kính. Đó là cái nét sinh hoạt văn hóa và mỗi nơi mỗi khác. Cho nên ở đây chúng ta thấy có ngạc nhiên, đừng có bận tâm là tên tốt hay tên xấu, quan trọng là cái pháp thọ trì. Chúng ta học Phật pháp đấy, chỗ này tên gì cũng được, miễn là cái pháp chúng ta thọ trì hàng ngày là cái gì, cái đó là điều quan trọng. Gọi tên tôi tên là tên Tèo tí gì cũng được, không sao, miễn làm sao là chúng ta thọ trì cái gì. Nhưng mà cái tên thường thường nó cũng có tác động tới đời sống nha. Cái này không hiểu sao nó ảnh hưởng tới cái sinh hoạt, cái tư tưởng người ta, cái tâm lý của người ta. Rồi thì lúc bây giờ thưa quý vị, bây giờ Đức Thế Tôn mới tuân tự nói các bài pháp vi diệu cho gia chủ Quang Nguyệt và vợ của gia chủ nghe. Về gì? Về đề tài bố thí, về trì giới, về sanh thiên. Tức là gì? Chúng ta để ý tuần tự của nó. Đức Phật nói có lý do, chứ không phải là chúng ta đùng một cái muốn nói gì nói. Chẳng hạn như người mới vào đạo, chúng ta khuyên họ là sống làm thiện, làm việc lành, việc tốt là được rồi. Nói cái gì mình cũng chấp nhận hết á. Làm việc lành, việc tốt là được rồi. Rồi thứ hai là gì? Là bắt đầu á, họ khi họ thuần hơn, tâm họ lãnh hội được rồi, thì chạy dạy cho họ cái cách là hành trì giới để cho mình có một cái nhân cách hoàn hảo. Rồi thứ ba là dạy cho họ cái tâm hướng thượng lên các những cái cõi cao hơn, nuôi tâm mình bằng bằng phước báo lớn hơn, đó là 10 điều thiện với sinh thiên. Rồi á, từ đó mới tâm họ đã hướng tới một cái cánh cõi trời rồi, thì lúc bây giờ mới chí thắng ở trong thế gian này là bất tịnh và tham dục là bất tịnh. Rồi đến gì nữa là hữu lậu, là tai họa lớn. Bởi vì chúng ta chìm ở trong dục cho nên chúng ta bị thiêu đốt bởi ba ngọn lửa già, bệnh và chết. Và ba ngọn lửa già, bệnh và chết này nó thiêu đốt tất cả thế gian. Thế gian chúng ta không ai tránh khỏi nó. Đây là điều đáng chua xót nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. Và Thế Tôn chỉ ra một con đường xuất yếu là vi diệu. Xuất yếu là vi diệu, tức là làm sao để giải thoát khỏi phiền não, giải thoát khỏi trầm luân sanh tử. Đó là vi diệu nhất. Khi chúng ta muốn chấm dứt một cái cảnh khổ đau thì hãy theo cách đó, không còn cách nào hay hơn. Và sau khi mà gia chủ đã tâm ý đã thanh tịnh, đã thuần hậu, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn mở ra cho họ một cái phương trời mới, một cái con đường mới, đó là bốn thánh đế: khổ, tập, diệt và đạo. Đó. Cho nên khi mà chúng ta dẫn dắt một người nào vào đạo, chúng ta phải để ý điều này. Có nhiều Phật tử tinh tấn rồi thương xót những người xung quanh hoặc là những người mình quen biết mà muốn cho họ lãnh hội cái giáo nghĩa giải thoát, nhưng mà họ chưa có hiếu về bố thí, họ chưa có chấp nhận rằng bố thí là điều quan trọng.
Thế Tôn còn nói tâm mức là như thế này, là Phật nói rằng là các ngươi nếu như muốn muốn cứu lấy một cái vật bị cháy ở trong ngôi nhà thì các ngươi nên làm sao? Phật nói rằng hãy lập tức đem cái vật đó chạy ra khỏi nhà, thì may ra là cái vật đó không bị cháy ở trong ngôi nhà cháy đó. Thì Phật nói cái cuộc sống của chúng sanh nó cũng bị cháy bởi già bệnh và chết, và đem cái vật ra khỏi bằng cách bố thí. Việc bố thí cũng giống như đem cái vật ra khỏi nhà cháy, và cái người đó chính là cái người sẽ đầy đủ gia sản sau khi mà họ rời khỏi thế gian này. Còn họ nếu không thì họ chạy ra thì già bệnh chết nó đốt mà, thì họ cũng phải tan hỏi thôi, nhưng cuối cùng họ sẽ bị tẩy trắng. Đây là một chân lý mà chúng ta có thọ trì nổi hay không là điều quan trọng đó. Mà chúng ta bố thí thấy người ta lục lội, mình cũng nhớ ngày xưa mình cũng bị lục, có ai cứu đâu, cho nên khổ cho. Mình nói như thế là nó, mình nói như thế thì xong rồi phải không? Tức là mình không thọ trì nổi. Thành ra đây là chúng ta học cái đạo giác ngộ giải thoát là chúng ta phải dạy cho họ ngày đó trước đó, đã họ chưa chịu bố thí mà bây giờ bảo họ là muốn trì giới làm sao họ chịu, họ muốn hưởng thụ mà bảo họ trì giới làm sao họ chịu, rồi gì nữa, rồi sanh thiên cái cuộc đời này họ muốn nắm bắt mà bảo rằng sanh thiên cõi nào họ không chấp nhận. Những người như vậy thì mình không thể nào mà mình dạy cho họ cái pháp giải thoát, pháp tu hành được. Cho nên tương tự, cái chữ tương tự này là bài học lớn cho quý Phật tử chúng ta, bài học lớn. Nếu chúng ta học được cái chân lý giác ngộ này thì chúng ta sẽ biết cách ứng xử với những gì đang diễn ra xung quanh của mình, và mình cũng phải chấp nhận tôn trọng cái nghiệp báo của họ thôi. Quý các vị là một người cầu đạo giải thoát thì chúng ta ứng xử nó khác, còn một người ở thế gian họ không cầu giải thoát thì tất nhiên cái thái độ sống của họ, cách ứng xử của họ nó khác với chúng ta, đây là điều đương nhiên thôi. Thầy thì rất là sợ cái nhà lửa nó cháy, cho nên là mình ráng bố thí được nhiều cái bố rồi, bố sạch trơn cũng được không sao hết. Nhưng mà biết chắc rằng là tới lúc nhà lửa nó cũng sẽ cháy cái thân mình, già bệnh chết nó đốt hết, và mình có được cái gì thì hay cái đó. Nói thế không nghĩ rằng là chúng ta vô trí tới mức là biến mình trở thành cái kẻ vô gia cư, không phải như vậy. Bố thí ở trong chừng mực cho phép, nhưng hãy nỗ lực chứ đừng có đỡ cái tâm mà tham lẫn kêu bẩn đó, nó chặn đứng cái lòng xả thí của mình, thì đây là điều đáng tiếc. Rồi thưa quý vị, trong kinh nói rằng là ngay trên chỗ ngồi vợ chồng của gia chủ sạch trần cấu được mất pháp trong trong sạch, và giống như là tấm tấm vải mới dở nhuộm màu. Vợ chồng gia chủ lúc này cũng như vậy, ngay trên chỗ ngồi được mất pháp trong sạch, họ đã thấy được pháp, phân biệt được các pháp, đã hết gì hết do dự, không còn hồ nghi, cho nên trong lòng của họ không còn sợ hãi, và họ có thể hiểu được sâu xa những lời của Phật dạy, cho nên bắt đầu họ phát tâm thọ trì năm giới. Và Thế Tôn nói một bài kệ để tóm tắt tất cả những cái gì ở trong đời sống truyền thống nghiệp báo nhân duyên của người đời. Tế tự lửa tên trên hết, các luận kệ đứng đầu, vua tôn quý loài người, biển là nguồn các sông, trăng sáng nhất các sao, nguồn sáng mặt trời nhất tám phương, và trên dưới muôn phẩm vật sản sinh, người muốn cầu phước kia, tam Phật là tối tôn. Thì chúng ta hiểu tức là gì, đem những cái phép mà so sánh ở trong tế tự thì thờ lửa là tốt nhất, bởi vì tâm họ thường hướng tới ánh sáng, do cái tâm mà duy trì ánh sáng. Thậm chí khi ngủ mà Phật còn nói rằng hãy tưởng nhớ tới những công đức mình làm được và đỡ tâm ở trong ánh sáng rồi ngủ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chết ở trong giấc ngủ đó, tâm công đức đó nó sẽ dẫn mình đầu thai ở một cái nhà giàu sang, và cái tâm ở trong ánh sáng, cho nên người ấy sẽ thọ lấy thân nhiều trí tuệ. Thành ra khi chưa giải thoát được, chưa giác ngộ được thì chúng ta ít nhất cũng nuôi dưỡng mình ở trong kinh nghiệm này. Đây là một điều mà chúng ta có thọ trì được hay không là chuyện của mình, Phật dạy rồi. Rồi thứ hai nữa, các luận kệ đứng đầu, tức là những cái thi kệ để chỉ để mô tả chân lý rất là gọn gàng.
Và vua thì là tôn quý nhất ở trong loài người, làm những cái phép so sánh như vậy. Nhưng vấn đề quan trọng cuối cùng là gì? Đó là muốn cầu cái phước báo thì cúng dường cho một đấng vô dục như Đức Thế Tôn. Đây chính là phước báo lớn nhất. Còn dục nó bị hữu lậu, bị mục rữa, cho nên bố thí cho cái gì đó nằm ở trong phạm vi của dục là không có được cái phước báo lớn. Chúng ta để lại gia sản cho gia đình thì gia đình mình nó được kết duyên bởi bởi dục, bởi ái dục ở trong gia tộc, gia đình sinh ra. Mà nếu như chết đây sinh kia, đầu thai sang kiếp khác, ba kiếp thôi là không còn tộc họ với nhau nữa, cho nên tất cả tài sản đó, phước báo đó cũng tan hoại theo. Nhưng mà nếu như đem cúng dường cho một đấng vô dục thì phước báo rất lớn. Như vậy thì thưa quý vị, chúng ta so sánh cái cúng dường, đã có cúng dường thì Đức Thế Tôn nói cái chân lý tuyệt đối rằng đó là một lấy một cái ít thực phẩm hư bỏ đem bỏ trong thùng rác mà nghĩ rằng thực phẩm này sẽ giúp cho con kiến con gì đó nó được no đủ vài ngày, thì Thế Tôn nói tâm ý đấy cũng giúp cho chúng ta thành tựu công đức, đừng nói chi là chúng ta bố thí cho con người chưa biết là người xấu hay tốt. Nhưng mà nếu như so sánh hơn nữa thì cái người vô dục là phước báo lớn nhất, và chúng ta cúng dường cho Phật là phước báo lớn là vậy, hay là cúng cho người tu phước báo nhiều hơn là cúng cho người đi chơi. Nói vậy thì họ đi chơi họ ăn hại có làm gì đâu, mà chúng ta phải cúng cho họ. Cho nên đó là chúng ta cúng cho người phước, người biết tu tập thì cái phước báo lớn hơn. Như vậy thì sau khi Thế Tôn nói bài kệ như vậy xong rồi á, thì các vị gia chủ họ trở về, và sau đó gia chủ có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi lời Phật, thành ra ông mới tìm 500 đứa trẻ hầu cận con của mình. Rồi sau một thời gian, đứa trẻ này được 20 tuổi, thì lúc bây giờ Thi Bà La, đứa trẻ Thi Bà La này đến xin phép cha mẹ được xuất gia và đến chỗ Phật cầu được được vào ở trong trong đạo. Ở trong kinh này không nói rằng là ông ta tu cái pháp môn gì, chỉ nói rằng là chưa qua mấy ngày liền thành A-la-hán. Cho nên cái phước ấy, nó cũng tạo ra sự giác ngộ cho chúng ta. Trong tâm chúng ta mà thiếu phước nó hay nảy sinh những cái ý nghĩ sằng bậy. Còn nó nảy sinh những cái ý nghĩ, thậm chí người ta chỉ cho mình cái phương kế làm ăn tốt lành, nhưng mà tâm của mình lại không có ưng thuận với cái phương kế đó. Đủ thấy rằng là trong tâm chúng ta do ác nghiệp nó thúc dục dẫn dắt. Còn cái tâm phước là cái tâm mà những ý nghĩ nảy sinh lên, tự nảy sinh lên, hoặc là có người ta họ chỉ bảo, hoặc là tự mình nghĩ ra, hoặc là tự nhiên mình linh cảm làm sao đó mà mình sống ở trong tâm niệm của phước. Cho nên cái yếu tố phước báo rất là quan trọng. Đức Thích Ca Mâu Ni trước khi thành đạo, Ngài cũng dùng cái phước ba thanh kỳ kiếp để mà đối diện hàng phục tất cả oai lực của ma vương. Lúc đó ma vương không thể thi triển thần lực quá nhiều, và sau đó tâm của Phật thấy được là tam minh bát giải ngũ nhãn lục thông. Cho nên phước báo rất quan trọng, làm gì làm phải có phước báo, mà muốn có phước báo là phải gieo trồng. Phước báo không thể nào ngồi yên một chỗ mà có. Trên đời này không bao giờ có cái gì tự sinh ra, cái gì cũng do chúng ta gieo trồng. Muốn có phước thì trồng phước, muốn có họa thì cứ gieo họa, gieo cái gì là có cái đó. Chúng ta thấy rõ điều này. Thành ra ở đây nhá, vào ở trong chùa mới có mấy ngày là chứng A-la-hán. Rồi sau đó thì ngài mới thi triển thần thông. Vị gia chủ này tôn giả lúc bây giờ chúng ta có thể gọi là tôn giả Thi Bà La, ngài mới thi triển gọi là 6 thần thông, 8 giải thoát đầy đủ hết. Cho nên các người bạn của ngài cũng ngưỡng mộ và họ theo Phật xin xuất gia hết thảy. Thì sau khi xuất gia được gọi là không có trải qua thời gian bao nhiêu ngày, nhưng mà họ cũng đều trở thành A-la-hán. Họ trở thành một cái đoàn du tăng thật là tuyệt vời. Người đứng đầu phước báo lớn, mặt đẹp như hoa anh đào, cùng với 500 chàng thanh niên trở thành 500 vị tỳ kheo trẻ trung xinh đẹp, bắt đầu họ trở thành một cái đội ngũ là nó gương gớm, bắt đầu họ đi du hóa trong dần dần. Thì việc gì thưa vị, lúc đó tôn giả Thi Bà La trở về ban cũ nước Xá Vệ, và mọi người bắt đầu cung kính, họ thấy cung kính quá cho nên họ cung kính cúng dường, họ làm đủ mọi thứ rồi á. Ông ngài
Bà Thi Lan này thấy không ổn, thấy phiền quá, cho nên ngài mới bỏ ngài đi chỗ khác cho nó giảm bớt cái sự náo nhiệt đi. Ngày nào cũng tấp nập chuyện cúng dường. Và khi ngài bỏ đi như vậy thì lúc bây giờ có mấy ông chư thiên nhiều chuyện. Mấy ông chư thiên nhiều chuyện á, ông mới nói như thế này. Ông nói rằng là hiện tôn giả bà Thi Bà La đang ở trong núi, ở trong chỗ này hãy cúng dường cho ngài là phước báo rất lớn rất lớn. Thế là người ta tới cúng nữa ngài thấy phiền quá nữa, thành ra ngài bỏ làng xóm mà đi vô trong rừng. Vô trong rừng sâu thì lúc bây giờ chư thiên họ cũng nói rằng là hiện là tôn giả Thi Bà La đang ở trong rừng sâu chỗ kia cho nên hãy đến đó cúng dường cho ngài là phước báo rất lớn. Và trong chúng ta thấy trong kinh nói rằng dân làng sau khi nghe chư thiên nói như vậy liền gánh đồ ăn thức uống đến chỗ tôn giả Thi Bà La và thưa rằng cúi xin tôn giả hãy vì chúng con mà ở đây, ở đây đừng có đi nữa. Cái chuyện mà họ muốn cúng dường, họ muốn phụng sự là cái chuyện tâm lý của quần chúng đó nha, chứ không phải không có đâu. Thầy có không thân không thầy bạn mà đến cái vùng ở tại chỗ gì ở Việt Gò Công gần gần Sài Gòn Gò Công á, nghĩa là tự nhiên là vô trụ trì chùa mấy tháng là tự nhiên hôm đó Phật tử họp nhau mà không cho ngài tham dự và nói rằng là thầy mới tham dự đó tụi con tự họp. Thì lúc bây giờ thầy trụ trì mới ngạc nhiên, ủa sao lạ, tự nhiên lâu nay cái gì Phật tử cũng thưa tự nhiên không cho mình họp mà vô chùa. Thì tế ra tìm hiểu mới biết rằng là họ họp cho họ coi thứ là trong cái Phật tử này có đứa con gái là con ai đẹp để gả cho ông thầy. Cái ông không chứ gả tôi làm gì, cái ông là nó tại vì sao, bởi vì thầy rất dễ thương mà chúng con đồng làm hết rồi mà bây giờ thầy không có gì ràng buộc thầy bỏ thầy đi nữa làm sao, rồi chúng con có thể ở đâu, cho nên là xin thầy là phải chấp nhận. Thế là họ bàn nhau, họ quá quyết rồi, họ chọn con cái rồi là cứ thế mà làm thôi. À, thì tối đó là vị thầy bạn của thầy phải trốn khỏi chùa, bỏ đi mất xác liền rồi đó. Sau này là ông về chùa ông hú hồn hú vía là chấp tiêu. Cho nên đó là cái đó là cái gì, cái truyền thống người dân nó tội họ như vậy, họ thật thà như vậy đó, họ không nghĩ gì khác, họ nghe có ông thầy cho họ có người chết là tụng kinh gọi mở cho họ nghe là được rồi, cái niềm tin dân gian nó sai như vậy. Thưa quý vị, thì lúc đó ngài ngài thấy không ổn cho nên ngài cũng bỏ ngài đi tiếp, ngài đi tiếp rồi ngài tìm một cái chỗ ngài an cư. Mà khi ngài tìm chỗ an cư thì chúng ta hiểu tóm tắt bài kinh rằng là người ta cũng đến cúng dường đầy dẫy hết cả suốt mùa an cư. Rồi sau đó thì Thích Đồ Hoằng Nhân nghĩ rằng ở trong mùa an cư ấy, là tôn giả nghĩ tới cái gì là cần cần hồ nước này, cần đồ ăn thức uống này, rồi tôn giả nghĩ tới rằng hôm nay trời nắng các tỳ kheo tháo mồ hôi nhiều cho nên cần cho nó mát mẻ, cần ước gì có áng mây nó phủ lên. Nói chung là chúng ta hiểu nôm na rằng tất cả mọi cái gì mà tôn giả Thi Bà La nghĩ ra nghĩ đến thì đều được đáp ứng. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Tức là cầu được ước thấy, cầu được ước thấy. Và cái câu chuyện mà chúng ta hiểu rằng tại sao ngài có được cái phước báo đó là bởi vì từ trước đây, thầy xin tóm tắt các vị tự đọc thêm, thầy không muốn kéo dài cái nội dung bài này sang một giờ khác. Chúng ta hiểu rằng là trong tiền kiếp xa xôi thời của Phật Ca Diếp thì lúc đó có một cái vị trưởng giả làm cái phép cúng dường cho Phật. Sau khi bàn bày soạn đầy đủ nhưng mà thiếu sữa, gọi là đờ hồ, thiếu sữa, sữa bò đờ hồ. Thì lúc đó là cái vị nông dân này chưng cất sữa bò thành đờ hồ và đem đi bán. Trên đường gặp cái vị trưởng giả này ngăn lại để mua, xin lỗi, là đem đi vào ở trong núi để mà tế thần. Thì gặp cái vị trưởng giả này ngăn lại và giải thích rằng ý muốn mua cái này để cúng dường cho Phật Ca Diếp. Thì lúc bây giờ ông mới nói thôi cũng được rồi, Đức Thế Tôn Ca Diếp như vậy, tướng hảo quang minh như vậy, thôi thì ta cúng dường cho ngài, thôi cúng cho thần cũng được. Thế là ông quay sang để mà cúng dường cho Phật. Và chỉ nhờ cái công đức đó thôi. Nhờ công đức là cúng dường một ít sữa bù vào cái sự thiếu thốn của cái bữa trai tình cúng dường đó.
mà ông cúng xong ông phát nguyện, ông phát nguyện rằng tôi nguyện nhờ cái công đức cúng dường này mà đời đời sẽ sinh vào nhà giàu sang, sinh ra chỗ nào cũng được no đủ và cuối cùng sẽ được gặp Phật và giác ngộ. Chúng ta đợi cái yếu tố là ông cúng dường và phát nguyện. Đó là bài học không được quên của chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta cúng dường cho những người, bố thí cho những người đang bị lũ lụt, chúng ta phát nguyện rằng đem công đức này hồi hướng cho con sống ở nơi nào cũng tai qua nạn khối, cũng đầy đủ những cái phước báo trang nghiêm, và cuối cùng nguyện cho con được gì? Con được thành Phật. Thì phải có cái lời nguyện đó nó mới chiêu cảm cái phước báo. Còn nếu chúng ta cúng mà không có nguyện gì cả thì nó cũng có phước báo nhưng mà nó sẽ không ra giống như mình muốn. Đó là điểm mà chúng ta cần lưu ý nha. Học pháp phải biết thọ trì. Mình không có tài sản nhiều, mình cúng ít, nhưng mà mình biết dùng cái tâm cho đúng ở trong chánh pháp thì phước báo nó sẽ sinh ra đầy đủ như ý của mình muốn. Rồi sau đó ở những kiếp sau nữa thì chúng ta biết rằng là tiền thân của tôn giả Thi Bà La, ngài cũng gặp Phật Ca Diếp, rồi Phật Câu Lưu Tôn, Phật A Na Hàm, rồi cuối cùng là gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà đến trong cái đợt thời đại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài được chứng thánh. Như vậy thì thưa quý vị, bài kinh hôm nay cho chúng ta nhiều bài học. Những cái bài học nhỏ nhỏ là chúng ta tránh những cái tình trạng kiến giải mê tín dị đoan, tránh khi mà tin nhầm những cái vị thầy tà bạn ác, họ sẽ xúi chúng ta tạo thêm ác nghiệp. Rồi chúng ta biết đến tất cả những cái phước báo mà chúng ta có được ngày hôm nay đều là những công đức mà chúng ta đã gieo trồng ở trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên hãy biết giữ gìn nó như thế nào cho đúng pháp, và ở trong cái pháp bố thí mà thành tựu nhất đó là cúng dường và hồi hướng. Nguyện lực hồi hướng không thể thiếu ở trong công đức cúng dường. Như vậy chúng ta sẽ thành tựu được chánh pháp của Như Lai. Chúng ta dừng ở đây. Cảm ơn các vị đã lắng nghe. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.